Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Shop Xe Máy nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô tay ga cho anh chị và các bạn á. Ví dụ như là SH này, rồi SH Mod này. Đó, có rất là nhiều dòng. AB này. Rồi Vision này. Đó. Vario Janus hoàn thì báo giá tổng cho anh chị và các bạn ha. Cái lô xe tay ga tại đây. Thì chắc là đầu tiên mình sẽ báo giá về SH cao cho anh chị và các bạn trước. Rồi, mời anh Hải. Dạ rồi, chào các bạn, mình tên là Hải. Sau đây mình xin cập nhật giá dòng xe Tayga đầu tháng 6 cho các bạn nhé. Thì thứ nhất là dòng SH đi. SH hiện tại nó có giảm so với tháng 5 nha. Tháng 5, đầu tháng 5 mình nhớ không lầm là SH lớn 150 có giá tới 108, 109 lớn. Còn bây giờ hiện tại SH lớn thì mình đang giảm giá rất nhiều nhé. Thứ nhất là 125 nên mình đang có giá là 84 triệu bao VAT cho các bạn. Thì dòng 125 các bạn chỉ cần trả trước 20 triệu là có thể lấy xe rồi nhé. 20 triệu là có thể mua được một chiếc SH 125 rồi. Còn bản ABS hiện tại bên mình đang có giá là 92 triệu nhé. 92 triệu bản ABS. Và nó cao hơn bản thường tầm khoảng 8 triệu nhé các bạn. Thì bản ABS các bạn trả trước giúp mình là 25 triệu nhé. 25 triệu bản ABS và 20 triệu bản thường nhé. Và tiếp theo đến 150 đi. 150 thì hồi nãy mình có nói là hồi tháng 5 vừa rồi á là nó có giá là 108, 109 bản thường nữa. Còn hiện tại bên mình đang giảm giá còn lại 104 triệu nhé. Thì đối với 150 bản thường thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình 35 triệu nhé. Còn bản ABS bên mình đang có giá 111 triệu. Mua gói thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình 40 triệu thôi nhé. ABS 40 triệu và bản thường là 35 triệu thôi. Rồi tiếp theo là đến dòng SH Mod đi. SH nữ này thì bên mình đang còn hai mẫu nha. Bạn nào muốn mua mẫu 2019 á, thì bên mình vẫn còn khá là nhiều màu cho các bạn nhé. Với lại đây là bên mẫu 2020. Thì hiện tại mẫu 2019 bản cá tính như vậy á, bên mình đang có giá là 72 triệu bao VAT cho các bạn. Thì riêng mẫu này các bạn chỉ cần trả trước giúp mình 20 triệu nữa lên nhé. 20 triệu bản cá tính. Còn bản thường thì bên mình đang có giá là 62 triệu bao VAT. Thì mẫu này các bạn trả trước 12 triệu thôi nhé. 12 triệu có thể lấy được rồi. 100 SH Mo bản 2020 thì nó cũng ngang giá với lại bản 2019. Thì hiện tại 2020 bản cá tính thì cũng có giá là 72 triệu. Còn bản thường cũng có giá là 62 triệu nhé. 62 đến 63. Tại có cái màu đỏ đô nó sẽ cao hơn một xíu. Còn mấy màu thường thì nó vẫn như một giá như vậy. Rồi dòng ly đi. Dòng này là dành cho gia đình chạy. Thì dòng này cũng hơi hiếm người mua. Thì dòng này bên mình đang có giá là 37.500 bản thường. Còn bản cao cấp hiện tại bên mình đang có giá là 39 triệu nhé. Thì mua dòng ly này thì đang hỗ trợ không trả trước. Chỉ cần làm đậu sẽ có thể lấy được một chiếc ly rồi nhé. Bên cạnh đó thì có dòng dòng AB đi. AB bên mình bản 2019 thì chỉ còn bản chìa khóa thôi nhé. Còn 2020 thì còn đầy đủ tất cả các màu cho các bạn. Thì 2019 bên mình đang có giá là 42 triệu bao VAT. Thì bản 2020 thì nó có thể cũng ngang ngửa giá với lại 2019. Hiện tại bản 2020 125 có giá là 42 triệu. Mua góp thì hỗ trợ không trả trước cho các bạn luôn nha. Dòng này bên mình vẫn đang hỗ trợ không trả trước cho các bạn. Tiếp theo đến 150 đi. 150 nó khác 125 là khác phân khối cộng với lại cái thắng ABS thôi. Thì 150 bên mình đang có giá là 52 triệu nhé. 150 bên mình đang có giá 52 triệu. Mua góp các bạn chỉ cần trả trước giúp mình 5 triệu đó lên thôi nha bạn. 5 triệu có thể lấy được một chiếc AB 150 rồi nha. Cập nhật giá Vision nha. Vision thì nó có nhích giá một xíu. Hiện tại bản Vision 2019 nó sẽ bằng giá với 2020, 2021. Thì hiện tại bản cao cấp bên mình bán với giá là 36 triệu. Còn bản thường 2021 thì bên mình đang có giá là 34.500. Thì mẫu này bản thường các bạn trả trước tầm 2 triệu. Còn bản cao cấp thì các bạn phải trả trước tầm 3-4 triệu nha. Bên cạnh đó thì có bản đặc biệt đi. Phiên bản đặc biệt thì sẽ cao hơn bản cao cấp một xíu, tầm khoảng 1 triệu nha. Thì bản đặc biệt các bạn cũng chỉ cần trả trước tầm 3-4 triệu. Còn một bản mà cao cấp hơn nữa, có bản giống như chiếc SH mà hơi nhỏ, là bản Vision cá tính nha. Vision cá tính bên mình đang bán với giá là 39 triệu bao VAT cho các bạn. Thì Vision cá tính thì các bạn mua góp trả trước giúp mình tầm 5 triệu đó lên nha. 5 triệu có thể lấy được một chiếc Vision này nha. Quay rồi
Quay RSX thì dòng này bên mình đang bán với giá là 22 triệu nhé các bạn, bản thắng thường. Còn nếu mà lộn, bản cam chỉ, còn bản mâm thì cao hơn 2 triệu nhé, 24 triệu nhé các bạn, là bản mâm. Còn future thì bên mình vẫn đang giữ giá là 33 triệu bản thường, 33 triệu 500 bản thường. Còn bản mâm thì có giá là 35 triệu 500 là bản mâm nhé. Rồi tiếp theo đến dòng Vario đây. Vario bên mình có đầy đủ tất cả các màu nhé, còn màu xanh đỏ cũng rất là nhiều. Mình qua đây nè, đầy đủ tất cả các màu cho các bạn lựa chọn nhé. Đây có màu mũ vàng vừa mới lên nè, màu này mới nè, có độ phụ kiện cho các bạn luôn nhé. Thì các bạn nào muốn lấy một mẫu y như vậy thì cứ báo mình sẽ báo giá cho các bạn nhé. Còn hiện tại mình sẽ báo giá chưa gắn phụ kiện gì cho các bạn nhé. Thì đây là mẫu 150, hiện tại bên mình đang có giá bao VAT cho các bạn luôn là 51 triệu. Mẫu này thì bên mình mình nhớ là có giảm rồi. Cái này là 50 triệu 500, có giảm 500 rồi chứ không phải 51 nha. 50 triệu 500 thì mua mẫu này các bạn chỉ cần trả trước giúp mình tầm 3 triệu đó lên thôi, bản thường nhé. Còn nếu mà màu đỏ thì các bạn trả trước giúp mình tầm 5 triệu. Màu đỏ thì nó cao hơn tầm khoảng 1,5 triệu thì các bạn trả trước giúp mình 5 triệu nhé. Đây có những mẫu độ màu sơn 3D nè, rồi độ dòng mũ, độ dòng mũ clip Thái nè, thì rất là nhiều màu cho các bạn chọn nhé. Vario bây giờ đầy đủ. Rồi bây giờ 125 thì bên em đang có giá là 38 triệu 500, bao VAT cho các bạn màu zin nhé. Thì bản Vario 125 thì bên mình vẫn đang hỗ trợ không trả trước, chỉ cần làm đậu sơ tất cả các màu có thể lấy được một chiếc xe rồi nhé. Vario đầy đủ cho các bạn. Clip Thái hả? Clip Thái bên mình còn mỗi màu này. Để em xem giá clip Thái. Tại màu này ít người chọn lắm, nó giống Vario quá mà. Thì clip Thái bên mình đang bán với giá là 75 triệu, bao VAT 125 nha. Còn 150 bên mình đang có giá là 97 triệu, bao VAT. Thì clip Thái và các bạn mua 125 thì phải trả trước giúp mình 20 triệu đó lên nha. 20 triệu với mẫu 125, còn 150 thì các bạn phải trả trước tầm 40 triệu nha. Janus. Janus thì hiện tại bên mình phiên bản thường. Cho để em xem phiên bản thường. Chưa báo khoảng được à? Ừ, dạ rồi em báo khoảng nhé. Janus phiên bản thường bên mình đang với giá là 27 triệu phiên bản thường. Còn phiên bản mà cao cấp á, phiên bản cao cấp nó đặc biệt thì nó có giá tầm khoảng 29 triệu. Janus đang hỗ trợ không trả trước cho các bạn luôn nha. Những dòng tay ga đang rất nhiều dòng đang hỗ trợ không trả trước cho các bạn. Janus, Vario, AV, Li hay là một vài dòng khác thì đều hỗ trợ không trả trước cho các bạn nhé. Mio cũng vậy, Mio cũng hỗ trợ không trả trước luôn nhé. Rồi thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn một số dòng tay ga tại cửa hàng. Các bạn nào muốn mua thì mình kết bạn qua Zalo của anh Hải nha mọi người. Anh Hải sẽ hỗ trợ cho chị và các bạn ha. Rồi mọi người xem thì nhớ like và chia sẻ mạnh nha. Giá thì có giảm thì các bạn ở xa mình tới mình liên hệ thì sẽ giảm từ 500 tới 1 triệu nha mọi người. Rồi ok, xin chào mọi người ha. Dạ rồi, chào các bạn.